Không có cái anh, không biết cái anh nào đó, anh bình luận, anh nói hôm nào tụi mình hướng dẫn cho anh nấu một cái rắn nấu ức hiểm. Sẵn dịp bữa nay tụi mình tới nhà của Sơn Tĩnh Điện. Bây giờ Tâm nó chuẩn bị nấu một cái món rắn nấu ức hiểm. Cái đó là con hổ ngựa, anh Giang đang cắt á. Hồi nãy Tâm bắt được. Tao bắt được con ngựa. Với hai con của Đỗ Thị Quẹo sáng tặng cho nhóm mình. Này thành phần chính là phải có ức hiểm. Ức hiểm này thì của anh Giang hồi nãy bác hái. Hái nguyên gốc luôn. Nấm 40 mà anh Tâm, tao phải nấm 18 rồi chín rồi đẹp anh Tâm. Rau quần ngót. Rau má. Xả. Đợt này có nấm rơm nữa. Lít nó chu đáo quá, anh mua nấm rơm luôn. Nấm chỉ nè. Nấm chỉ đâu? Trời ơi, nấm chỉ chi vậy? Ăn nó giòn sực ngon lắm. Nếu khó ăn cánh luôn á. Bỏ vô nó lạc nước sao? Đâu có đâu. Này củ cải trắng. Này nấm rơm đây. Nào dư mà cho để Sơn Đại Ca nấu canh luôn à. Để Sơn Đại Ca nấu canh luôn. Còn hũ này thì hũ sa tế. Sa tế ớt. Để dao gọt cái đi, cái gì không bao anh Sơn? Em gọt đó. À quên nữa, còn này nữa, dừa tươi. Dừa xiêm. Mình lấy nước thôi. Cái dần ca. Hả? Cái của dần ca. Cái của dần ca là gì? Dần ca cái. À này phải có chú Sáu, chú thêm miếng muối ớt nữa, chú Sáu vút luôn à. Đổ vô. Không. Rồi. Đổ luôn. Nó này. Đi ra. Hết lòng. Nấm ngâm nha anh ba. Nấm này mang lẹ dữ người ta. Nấm 40 mà. Nấm 40 nha. Mang lẹ. Bữa này gọt sẵn rồi mà. Gọt đâu gọt. Vậy mình khỏi gọt, mình rửa thôi. Sạch bon mà. Nè. Cũng còn chứ. Nấm này bị ấy. Biết rồi nó bị âm nè. Vậy là anh đang ngồi anh đang măng đó hả? Ừ. Măng nấm. Măng riết bị thâm rồi. Ơi. Có. Cái chai đỏ đỏ chi vậy? Chai bằng đá luôn á. Rồi vô theo. Rồi. Không? Dầu phi tỏi trước. Mới xào trắng đúng không? Ừ. Miếng người nhỏ ra người tới. Cà no. Không phải cà no mà bột nêm á. Rồi. Đó, nhiều lắm. Cá thì nữa là chào chừng 2-3 phút thôi, nó săn lại thôi. Mình nêm trước luôn không? Mình nêm trước. Tất cả thì xào được xào luôn. Hồi nãy mình không phi xả luôn cho nó thơm luôn. À. À, để chút mình tắt nước mắm. Thôi, mắm thôi, có mắm chả. Chả ngon. Phải làm đúng bước của Tâm nha, nó mới ngon. Thì phải lẻ vậy đó. Chứ không đúng là không có ngon đâu. Thì nhắc là phải vậy nè. Ừ. Để trang mới được. Ừ. Nóng nóng chút thôi. Chưa mà, chưa xăng cái gì đâu. Xăng một thơm, xăng xăng lưng mới thơm chứ. Thơm chứ. Sao để vô. Chuẩn bị. Chuẩn bị xăng hát xì nè. Đó, vô sạch tế. Miếng thôi. Hình như lửa hơi yếu rồi đó. Thơm hết luôn, chút luôn.
muốn cho gì mình cho à? Đó mình thì bé khẩu vị ăn bỏ ngọt luôn. Còn ngọt thì ba chỉ, ba chỉ, một đến hai chỉ, ba chỉ. Làm theo đúng bước tâm nha. Rắc vô rồi điểm 1, 2, 3. Sức cà lo thì cũng 3 chỉ. 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ. Rắc kiểu đó. Lỡ tay một cái lỡ ăn luôn. Nước mắm 3 chỉ. Mắm 3 chỉ là chục luôn. 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ. 4 chỉ luôn đó. 3 chỉ à. Rồi nước dừa lấy nó đi. Rồi nước dừa chưa, nước dừa chưa đi. Này bắt đầu săn lên cái bỏ nước dừa vô. Chế thử miếng nước đã vô. Rồi khỏi có nêm nếm gì nữa thêm phải không? Hấp đi rồi, tôi xíu đi sao? Rồi, để lát công đoạn tiếp theo mình quay tiếp. Cho cả nhà mình làm y chang nha, y phải làm giống như người Tâm vậy đó. Ăn mới nâng mới ngon. Sạc nước mắm một ly mình phải chỉ gì mới được. Càng chỉ nhiều càng mãi. Vô rồi hả? Vô gì? Vô dừa rồi. Trời. Vậy là mình thiếu hết công đoạn rồi. Hai bạn lấy dừa lên lại. À, làm lại đi. Rồi. Rồi, dừa. Hai đấy. Hai trái dừa. Chế miếng nước lạnh vô. Thêm miếng nước lạnh. Rồi, vậy là nãy giờ 15 phút là trên là chính. Khi mà Tâm nó xào, bắt đầu xào. Khoảng 5 phút sau, nó hơi săn lại thôi. Đổ dừa vô. Niêm nếm rồi xong xuôi, hơi săn đổ dừa vô. Hai trái, một bên nước mắm xả, một bên nước mắm trong. À, em muốn chấm thì chấm. Rồi đây, dưới đây. Dĩa thôi. Nó bây giờ nấu khoảng 10 đến 15 phút nữa. Tùy theo con rắn lớn nhỏ, nếu có lớn quá thì mình nấu lâu chút cho nó mềm. Còn rắn nhỏ thì mình nấu hơi hơi thôi, chứ nấu nhiều quá thì nó rục không ngon. Đó, này là nước chấm chuẩn bị. Trong đây xả, nước mắm với ớt, còn này là nước mắm với ớt thôi. Ai thích ăn gì ăn. Thêm được 1 ký bún nữa. Rồi, đơn giản. Đơn giản. Đơn giản mà vui. Đơn giản, vậy là đạm bạc. Cô cải đâu? Không có kêu xa cầu kỳ gì hết. Cái này mình dọn để đây chứ lát mình ngồi dưới đây nè. Hôm nay đi cho mình đúc đơm nè, để con cái. Chắc là vậy không ngon. Để con cái nè, đúc đơm nó ngon mày ơi. Thôi đúng chỉ. Đúng chỉ thả vô luôn hả? Cho đúng chỉ, các cây ăn nhiêu bỏ vô nhiêu. Đúng chỉ này bỏ vô là chín rồi. Không sử dụng dao nữa không? Dẹp dao anh Sơn, dẹp dao anh Sơn. Hôm cách đây 4 hôm thì ăn chuột. Chỉ nhận ăn chuột, nghỉ ăn chuột xong cái qua bên nghỉ ăn chuột cái qua 3 hôm nhiêu? À, cách 3 hôm. 3 hôm. Ăn chuột chiên với mực nấu lá me. Xong cái cá. Xong cái bữa sau thì ăn cá. Bữa nay thì ăn rắn. Mang gà. Mang. Vậy cái giá này cái giá này ta đẹp chết nè. Giá này giá xưa nó mới cổ nè. Phải không? Mình phải thay em chơi hai giá đi. Hai giá đi. Chín chưa? Nãy giờ chắc chưa chưa soi mình chưa. Soi lên đây soi bồn lên đây là mình vô rồi. Nếm cái nằm nằm đó. 1 2 3. Gì vậy ca? Nếm cả chèn em luôn coi. Lợi. Ờ tâm nữa. Kỳ quá. Kệ hết. Chị nhìn xuống. Rồi. Cái món bạch tuộc mà nấu lá me bên nước ngoài có cái anh kia anh không có biết cái vụ đó. Anh nói đó giờ mới nghe luôn. Anh hồi sao cái món gì kỳ sao nấu bạch tuộc nấu lá me. Trời ơi ăn chạy kìa. Này thiếu ngồi rồi. Đủ. Cái này xấu quá bỏ qua đi. Cái xấu qua đi cái xấu ra. Thôi. Thôi không xài đưa em Sơn đừng đập. Rượu rồi không? Nó phụ lên Sơn. Rượu ra. Nè. Rồi có rồi mà. Này để đem Sơn. Đổ mồ hôi nữa. Đổ mồ hôi lưỡi. Hôm qua đổ mồ hôi viên cá. Hôm nay đổ mồ hôi viên rắn. Qua mấy cục đầu chơi ngon ghê ha. Nó xào mà cái hết từ từ hết ngon. Tại mình ăn cái cục ngon trước. Vâng. Trong mấy cái phần sau mình cảm thấy nó hết ngon.
về mai mốt mình ăn bây giờ, thí dụ như giờ có con chuột đi, mình ăn xương trước. Ừ, còn thịt để gỏi ra bằng sao? Thịt mình ăn từ từ sau. Mới quay chưa anh bạn? Rồi mới tới cái đùi. Tắm tém lại, tắm đầu bụng sụm quá tắm. Quá lặng đi biển. Đầu nào nãy về bù nhùi. Không, trong mai mốt lụm ra mũi anh. Kìa, mặt mày đen tươi đó cả. Bốc. Rót ra đi, còn chi lao chi sớm. Lao đặng cho lên hình. Sơn hơi lao lên hình. Ờ, mấy cái rượu mà càng cũ á, nhìn nó càng ngon. Nhìn càng cũ càng dơ nó bắt đầu. Mà nó dơ ngoài nha, chứ không nói dơ trong à. Nó nói được biết rượu ngon rồi. Mà càng thấy càng ngon. Ra còn nhiều không Sơn? Còn hai đống. Còn nhiều đó cũng được. Mình để nguyên cây luôn rồi sao? Không có, nhóm tôi thì không có bậy bạ. Lặt lặt. Nhổ cái gốc đó không? Không có bậy bạ, lặt từ trái thôi. Lặt từ trái, còn bẻ cái gốc xuống rồi mới lặt. Ngồi gốc mát rồi lặt lên. Nhổ gốc rồi phá. Nhóm trường gia của tôi đàng hoàng lắm. Chuẩn lắm hả? Chuẩn thanh niên chuẩn lắm. Chuẩn lắm. Nghiêm chỉnh lắm. Đây mình bị đông rồi. Thì tới đầu ai cũng chửi hết á. Vô, dạ cá. Mời cả nhà dùng miếng rắn nấu ớt hẻm. Ớt hẻm dạng như lẩu rồi. Lẩu vậy đó. Lẩu rồi đó. Có chín rồi bỏ vô được chưa? Hai cái đó để chín lắm, cái đó chín lắm. Thôi mình thả vỏ ra rồi chút mình chứ. Mày cái nhà dùng hai cái máy bữa nha. Vậy dạng này hai cái máy. Đâu phải nói nhỏ ba con nữa. Ba con cái máy à? Đào anh hay là rồi xin phép mời cả nhà. Ly rượu. Rượu sari của anh Sơn đằng kia kìa. Với miếng rắn nấu ớt hiểm. Mồi này, món này của ông Tâm nấu. Nấu như vậy đó. Vì qua này có thêm nấm nữa. Nấm nhỏ, nấm lớn, tùm lum, nấm chỉ được có luôn. Khép hết cỏ. Thôi chút xíu đi cho nó mát đi. Mát vậy nó mát. Khép cửa lại được lắm. Dụng chai ga còn không? Đó rồi. Không còn. Hèn chi nãy giờ nó không sôi. Hèn chi. Hèn chi 6 người trời có cái đường nhau. Nãy giờ cái đó là do sai sức thôi. Mình đi săn là mình ngày nào về mình có một món mình để mình nấu cái cuối cùng rồi đó. Săn gì được có món. Mà này có hổ ngựa hay gì anh có? Có hổ ngựa. Hai hổ ngựa lại. Hai hổ ngựa với con hổ dện. Nãy Tâm có điện quẹo rồi mà quẹo mất đi thăm bảy không có ghé được. Rượu này nặng dữ rồi á. Ôi vừa nó cháy rồi. Ừ luôn. À, rượu này hơi cứng nha. Cứng rồi. Ừ. Đã hả? Đã cứng. Rượu này có cà trà đá cũng chịu lửa mới được. Nè, vô cái nó sôi lên liền không? Rồi mời cả nhà nha. Sơn nó ngồi ở sát bên mình đặng nó né cái máy. Mà ai nhà cái máy mình cứ quay lại nói hoài. Úi rồi mà. Chữ sẽ giọng. Bên kia. Tới tắm. Đúng rồi, nãy muốn nhập vậy hả? Rắn giữa chín rồi thôi mọi người trước đi. Ừ, uống rượu trước đi lát ăn rắn sau. Ngồi sang nữa. Này đó. Rồi mình ăn rắn xong rồi mình mới ăn bún. Đây. Vô mời cả nhà. Này khúc này mình tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn gặp lại. Chị mất quên. Để lát quên. Này ra máy cái mình đi đào rắn cái thấy cái bụi đau máu mình nhổ đau máu luôn á. Nhổ luôn. Thằng Kim Chanh nắm chồng người ta mình nhổ. Cây ăn à? cái kim trong này ở trên thành gấp thôi. Mình nhỏ không biết. Mày không ăn bún hả? Không. Ngu ăn bún. Thịt cá đóng rồi. Bài mày như hoa không? Cắn rít rần thì ăn bún. Hồi đó tôi nước dừa nó ngọt ông ơi. Ai mà tâm lý quá vậy? Chơi hai cái giá lượt vậy? Khỏi chờ đợi ha. Chơi nước. Chơi nó mắng hơn bún rồi nè. Anh dùng gì anh Sơn? Anh gì Giang ca, anh gì cười Giang ca. Đừng bóp thịt được rồi. Giang ca tạm biệt cả nhà mình Giang ca ơi. Mềm cứ ngắt à. Tạm biệt cả nhà. Mấy rắn này rắn tơi lắm. Tơi không? Tơi. Vô hổ ngựa, khúc hổ ngựa. Khúc hổ dợ anh. Anh làm cho mình để xuống một chút đi. Dạ. Thôi được rồi. Nấm đi, vô miếng nấm cho nó ngọt. Tơi nãy có đi đáy. Trời ơi cái chén. Quá đỉnh cả. Muốn mình về hưu á, mình hết tuổi mình làm hết nổi á, mình kinh doanh cái món này nè Tâm. Muốn mình nói quá ha. Ừ.
bốn anh em mình bán quá. Cứ chén về 15 ngàn thôi. Tôi với dân chai chai bán được không? Chén về 15 ngàn. Mình làm đổ mình bán theo giá nào đổ chứ. Rồi giá. Làm thêm khó khó nè, cứ ngỡ này. Nè. Để em ăn hoài em ít ăn đang đi. Ăn cái món này nó có hai cái điều đặc biệt lắm. Ngon ngon hai ổ mà thôi. Ăn cái món này nè, nó có đặc biệt một cái là mình ăn nó ngon, mình nhớ hoài luôn. Còn cái thứ hai nữa, đôi khi mình lộn vô rau vậy nè. Lộn rau rồi. Mình dứt vô nguyên chùm rau vậy nè. Cái đó là mình nhớ hoài luôn á. Chừng ra nè đây. Sơn nãy giờ nó cay quá chịu không nổi. Nhiều khi lộn vô 3 tay 4 tay. Trời ơi.